Theo Tri Cục chăn Nuôi và thú Y tỉnh Yên Bái, liên tiếp 2 tuần qua tại một số xã của huyện Trấn Yên và Văn Trấn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò. Ngày 14 tháng 4, có 7 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục buộc phải đi tiêu hủy 5 con. Trọng lượng gần 1 tấn tại 4 xã Vân Hội, Việt Hồng, huyện Trấn Yên, xã Đại Lịch, Minh An, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Từ khi phát hiện bệnh, chính quyền xã và trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Yên Bái đã trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách ly số bò bị bệnh và thực hiện các biện pháp quản lý, theo dõi các con bò chưa bị bệnh, phun tiêu độc khử trùng môi trường, khống chế dập dịch, không để lây lan ra diện rộng, tuyên truyền đến các hộ dân những biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giám sát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển và giết mổ gia súc ra vào vùng dịch.